Người đấy á. Để dắt lên trên này cho nó, cho để dắt lên trên này đã con ạ. Để dắt lên đây đã Phụng ơi. Đấy, để dắt lên đây. Đấy, rồi, đi xuống. Đây là thủy triều đang rút. Ra kia sóng oánh tụt quần. Nó nhảy sóng à, đứng đây là nhảy sóng, nó sợ, nó sợ. Đứng đây nhảy sóng nhà, là đá oánh tụt quần. Sóng to thế này mà. Sóng này á, sóng này ăn thua gì? Rất trong nhỉ? Rất trong mà hả? Có một con sóng. Rất trong nhỉ? Lại còn lông nữa chứ. Bắt. Các em bé đang chơi đùa. Điện chưa? Không sợ đâu, ta đây đứng đây mày bố. Ra đây đừng đây, đừng đây mình chỉ đến chân thôi. Ngồi đấy luôn à, ngồi đấy chân thì sóng à. Bạn sáng đang chuyển vô. Ui. Ở đây sóng êm, không to. Phong ơi, tao đây không? Úi xời, có một con sóng tung bọt sóng. Chỗ này á, chỗ này ấy lắm, chỗ này lông lắm. Chỉ đến đầu gối bố rồi, đây này. Đấy. Ra đây. Chạy thế à? Chạy đây, chạy sóng đây. Biển Kỳ Anh thật là êm đềm. Biển Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Một con sóng bạc đầu. Đây là bãi biển Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Khá hoang sơ với những bãi đá. Hàng Phi Lao và một nhà hàng hải sản. Bãi cát và biển. Ở đây là đi lội biển. Bỏ dép đây đã. Nước biển cá trong.
phát sóng sober. Đẹp anh ạ, nước này hơi bị gì nhỉ, trong đấy. Thứ này là nước này bọn trẻ con tắm được vì rất là lông, nó không quá sâu. Nước này bọn trẻ con tắm được. Đứng ở chỗ này là thoải mái, chỉ đến chân đầu gối. Nước ở đây lâu lắm con ạ. À. Tí nữa bố cho ta tắm nhé. Nước đây rất là yên bình, biển sóng rất êm, không to. Ở đây sóng rất là êm nhỉ, không to tí nào. Có một con thuyền. Sóng rất là êm đềm. Từng con vỗ. Và không hề có hiện tượng đánh mạnh. Kìa, chim bồ câu kìa, nhiều nhờ. Chim bồ câu này. Nó bay hết lên trên rồi. Bắt ra bố không bắt được. Chim bồ câu bay à. Thành phố Hà Tĩnh. Okay. Lại tâm lập, đông.